Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ show cho anh em cái độ nhạy mà mình đang sử dụng. Chắc là cũng rất là lâu rồi mình cũng chưa cập nhật độ nhạy cho anh em. Tại vì là độ nhạy thì anh em xem mình em cũng biết rồi. Mình thường mình thay đổi liên tục theo tất cả các mùa. Nên là cũng lâu rồi mình cũng chưa ra. Thì hôm nay thì mình sẽ show cái độ nhạy của mình để cho anh em xem nhé. Shop Linh ATM, bán ngọc PUBG Mobile rẻ nhất Việt Nam, uy tín chất lượng làm nên thương hiệu. Truy cập ngay Facebook Nguyễn Văn Linh để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Đường link mình để dưới phần mô tả nhé. Mình cũng đã thay đổi cũng tương đối đấy, cũng khá là nhiều đấy. Đây, mình sẽ show luôn và tí mình test cho anh em xem nhé. Thì đồ họa nhiều anh em hỏi về phần điều khiển hoặc là đồ họa các kiểu thì mình để như thế nào đây. Điều khiển thì anh em có thể xem nhá, mình để tất cả những cái phím như kiểu là phím mở cốp này, phím nghiêng người thì mình để là giữ nhá. Đấy, giữ có nghĩa là đây này, có nghĩa là mình nghiêng một cái mình sẽ giữ ngón tay vào đây, thả ngón tay ra là tự nó sẽ mà tắt nghiêng luôn. Rồi đồ họa đây. Thì nhiều anh em cũng hỏi là mình đang sử dụng máy gì để chơi game, thì mình trả lời luôn là mình đang sử dụng con iPad mini 6 nhá. Theo mình đánh giá thì con iPad mini 6 bây giờ cực kỳ là ngon luôn, vừa tầm này, giá cũng khá là ok, mềm cho anh em nào mà mua về để trải nghiệm chơi game là đều được. Đây, mình để là ở chiến đấu thì mình để là cân bằng cực độ, hoặc là mình có thể là để mượt cũng được nhá, mượt hoặc cân bằng cực độ đều được. Rồi bên dưới thì cài răng cưa thì mình để 4x. Nhiều anh em hỏi thêm nữa là tại sao mà máy anh em chỉ có 2x thôi, thì mình cũng trả lời luôn là iPad thì mới để được lên 4x nha, thì còn điện thoại thì chỉ để được 2x thôi. Đấy, độ sáng thì mình để 150. Rồi ok, đây là cái độ nhạy của mình này, quan trọng nhất mà anh em thường xuyên hỏi, nói chung là hỏi liên tục luôn. Đây, cái độ nhạy tổng thể thì mình để là góc nhìn thứ ba và góc nhìn nhất thì mình để 180. Còn đây là cái độ nhạy mà không ghi rô nhá, đây là cái độ nhạy tổng thể là chưa ghi rô đâu đấy. Rồi head dot thì 70 này. Đây, anh em nhìn thấy chưa, nói chung là cái độ nhạy tổng thể này thì anh em xem mình bao nhiêu năm thì anh em cũng biết rồi, gần như là mình không thay đổi, bởi vì cái này nó không quá ảnh hưởng đến nhiều, bởi vì mình là mình vẫn ghi rô mà, nên là cái độ nhạy tổng thể này nó cũng chỉ gọi là tương đối thôi, nên thành ra là mình gần như là mình không đổi, gần như là không đổi gì luôn đấy. Anh em nhìn nhá, vẫn y nguyên y xì luôn. Còn cái quan trọng là cái ghi rô đây này, cái ghi rô này thì mình thường xuyên thay đổi, nói chung là ở tất cả các mùa này thì mình đều thay đổi để cho nó phù hợp, bởi vì là mình cũng không hiểu là do mình cảm giác hay là do con game nó như vậy, bởi mỗi lần mà có phiên bản cập nhật mới là độ nhạy mình cảm giác nó cứ bị lệch đi ấy. Thành ra là mình cứ phải chỉnh lại từng tí. Trước thì mình để từ 400 cái độ nhạy cảm thấy con quay mà ở góc nhìn này, trước là mình để 400 này, sau đó mình để về 350 này, sau rồi 300 này, sau 250, và bây giờ thì mình lại để về 200 đấy, nó lại cứ giảm dần như vậy. Rồi còn cái Z Dot Holo này thì vẫn nguyên gì, mình vẫn để 400, bởi vì là cái mấy cái hai cái scope này thì anh em bắn nó quá là dễ rồi, nên thành ra là mình cũng không cần thay đổi mấy cái này. X3 này cái quan trọng nhất của súng ấy thì là X3 là một này, X4 và X6 đấy, thì là ba cái đấy là cái quan trọng nhất để anh em bắn, thì mình cũng đã thay đổi rồi. Đây, X3 thì đây là độ nhạy tổng thể thôi nhá, mình để 320 này, X4 là 340 này, mình có bật cái độ nhạy cảm biến con quay ADS lên nhá. Đấy, mình cũng để im như vậy luôn. Rồi, đây là cái độ nhạy tổng thể. Còn cái quan trọng đây này, cái quan trọng là độ nhạy của từng cây súng thì mình vẫn chia ra làm hai loại, đó là súng đạn 5 và súng đạn 7. Vẫn như những clip lần trước nhưng mà mình đã thay đổi thông số đi rồi. Đây, mình để là 180 thôi. Đấy, như anh em vừa thấy là mình 200, nhưng mà vào trong những từng cây súng một thì mình chỉnh về là cái độ nhạy gốc tổng thể không zero, đó là 180 thôi. Đấy, 180 này. Còn Dead Dot Holo thì mình vẫn để thế nhá. À đâu, bảo đây độ nhạy tổng thể, mình giải thích nhầm. Độ nhạy tổng thể thì mình vẫn để là 180.
Còn gyro thì mình vẫn để đây, vẫn 200 đây. Cái quan trọng cái độ nhạy tổng thể thì mình không nói tới nhá. Mình chỉ quan tâm tới là cái độ nhạy gyro đây này. Thì Z-Hollow vẫn để thế này. Và đây là cây súng AKM nhá, súng dòng súng đạn 7. Thì mình tăng lên là từ vừa nãy là 340 đúng không? À 320 đúng không? Mình tăng lên tận 380. 380 nhá. X3 là mình tăng lên 380 bởi vì sao? Bởi vì súng đạn 7 nó giật hơn nên là cùng một cái gọi là cái cảm giác kìm tâm như nhau. Nhưng mà mình tăng lên để mình đỡ phải kéo nó nhiều hơn đấy. Đấy. X4 mình cũng để 380 này, X3 X4 với cả X3 là đâu hai cái là mình để đều là 380 thôi. Đấy còn X6 thì mình không dùng, mình không chơi kiểu X6 không zoom, bởi vì bây giờ game ấy là bắn hiệu quả chứ đừng nói là anh em múa may quay cuồng làm gì cho mất thời gian ra. Nên là X6 thì mình không xài nên là mình chỉ để X6 này là X6 để bắn sniper thôi. Là mình để 60. Đấy. Đấy. Là vẫn y nguyên nhá, hai cái là mình tăng thêm đâu đó là khoảng một cái tăng lên 40, một cái tăng lên 60. Rồi, mình chia ra làm hai loại. Thì đây là cái cây M4, cây súng quốc dân thì đội tổng thể vẫn không nói nhá. Mình chỉ quan tâm đến cái Hero thôi. Thì nãy là mình để tận 380 nhưng mà ở cây M4 này thì mình chỉ giảm xuống đến tận hơn 100 là mình chỉ để là 280. Và X4 mình vẫn tăng lên nhá, mình tăng lên là mình vẫn mình không tăng lên. Mình để 340 để nguyên cái X4. Đấy, còn cái X3 là mình thường xuyên sử dụng thì mình sẽ giảm nó xuống. Bởi vì là cái độ giật của M4 nó khác xa với cái AK mà. Đấy. 280 nha anh em. Rồi, giống nhau luôn. Rồi còn những cây súng khác thì anh em cứ copy, anh em cứ thêm vào xong copy thì mình chia ra là hai loại bởi vì hai loại thường bắn thôi. Còn những dòng súng như cây SMG hoặc là cây sniper thì mình không để độ nhạy riêng bởi vì mấy cây đấy thì mình ít sử dụng và kể cả có sử dụng thì cũng không đến nỗi là phải lắp thêm những cái X3, X4 hay là X6 vào để bắn những cây SMG làm gì đúng không nha. Bởi vì là những scope để bắn xa mà anh em lắp vào để làm gì, tốn thời gian ra. Thành ra là nếu mà có cầm những cái dòng súng SMG thì mình chỉ dùng để cận chiến thôi, thì cùng lắm là chỉ lắp đến Z-Hollow thôi là cùng rồi. Còn mình sẽ sử dụng độ nhạy của những cái tổng thể hoặc là những cái video bình thường đấy là quá là dư sử dụng rồi. Anh em không cần phải cầu kỳ là phải chỉnh từng loại súng hay là phải chỉnh tất cả các loại súng làm gì cho mất thời gian, tốn thời gian thôi. Cứ hiệu quả là được, độ nhạy của những cái cây súng chính mà anh em sử dụng để sấy xa ấy là mới là quan trọng nhất. Đấy, ok. Thì mình giải thích qua cũng như là chia sẻ qua cho anh em về cái độ nhạy của mình sử dụng. Đấy, đây, mình thử sấy quả hờ lâu ra X6 cho anh em xem. Sấy hẳn lên trên đấy luôn cho nó uy tín nhỉ. Anh em thấy không? Nó thì là vẫn theo cái định cái kiểu nó rất là giật. Nhưng mà vẫn trong cái tầm kiểm soát, có nghĩa là mình sẽ vẫn có thể là kéo được về cái điểm mà mình mong muốn. Nếu mà trong cái trường hợp mà anh em cầm glow ra mà thấy cái tầm đấy thì anh mình nói thật luôn, chỉ cần đến tầm 3-4 viên là thằng địch nó cũng nát mẹ người rồi chứ đừng nói là thấy đến cả băng, đúng không? Thế là đấy là lý thuyết, thấy thẳng vào đầu luôn. Anh em thấy không? Mình vẫn đây là mình đứng thấy nhá, mình vẫn có thể nó thì là rất là giật nhưng mà mình vẫn nó giật đi lên xung quanh mà mình vẫn có thể kéo về cái điểm mà mình mong muốn được. Đấy là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho anh em ngày hôm nay. Ok, cảm ơn anh em đã dành thời gian coi hết clip nhá. Đừng quên like cho mình một cái đi, like nhiều nhiều tí cho nó lên đề xuất lại nhá. Mình sẽ chăm ra clip cho anh em xem. Ok, bye bye.